toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Chọn Ai Đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên HTV7. Những câu hỏi đơn giản, hài hước, vui nhộn, và không khí ở đây là một không khí lúc nào cũng sôi nổi cả, bởi vì họ là những người trẻ, và mục đích của chúng tôi tạo ra chương trình này là muốn mang tới nhiều tiếng cười cho quý vị. Xin giới thiệu đến quý vị nàng thơ đến từ Đồng Tháp 10, Puka. Quang Trung. Cảm ơn em. Hari Won. Lớp sao bây giờ? Xin giới thiệu Lâm Vỹ Dạ. Xin giới thiệu trưởng đoàn Lân Sư Đồng Lê Dương Bảo Lâm. Hồ Đô Rapper Jun Phạm. Oh no. BB Trần. Thưa quý vị, vai trò ca sĩ không thể thiếu đó chính là Hồ Quang Hiếu. Bảo vệ tướng quân Huỳnh Lập. Thưa quý vị thân mến, mỗi người đều mang tới một phong cách khác nhau. Xuân Phạm là sự điềm tĩnh, Hồ Hiếu là sự thân thiện, Hari Won là sự xinh đẹp. Còn BB Trần hiện nay lãng tử quá. Dạ. Còn Dạ thì cái phong cách nội trợ thậm đó. Tạp vụ. Còn Huỳnh Lập nóng cưng. Dạ nóng. Bây giờ xin hỏi đây là tướng quân gì? Hôm nay ta sẽ báo thù. Nhớ khi xưa các ngươi đã xem thường ta là lính. Bây giờ ta đã lên làm tướng quân rồi. Vẫn khinh thường. Ủa, ai khinh, ai vẫn còn khinh? Vẫn còn khinh à. Vậy đợi đó. Thôi, tớt búa đi mồ hôi ra, lát hồi vú giặt đầu cực lắm. Sợ cái kiếm không vô luôn kìa. Bà vú dịnh lại cho nó, bà vú. Đây, vú, đây, để vú, để vú. Tập cái lưng. Chọt vô, rồi vô. Cảm ơn vú. Thưa quý vị, là ngày hôm nay chắc chắn sẽ là những cái màn trôn nhau hài hước. Lê Dương Bảo Lâm có vẻ hơi buồn bực trong lòng vì sao? Dạ, ngày hôm nay là em để cái đầu lân ở đây với cái mong muốn là đầu lân là đần lâu. Cái gì? Chưa chơi mà ngu liền. Đầu lân là đần lâu, em ngu lắm, đừng ai chọn em hết á. Em chỉ phục vụ cho mọi người thôi, cần thì em chỉ múa cho mọi người thôi. Những câu hỏi kiến thức, đừng hỏi em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ vui vẻ hơn nữa nếu chúng ta biết ai là người sẽ xuất hiện trong chương trình. Đẹp, xinh, lung linh, đó chính là Khả Như. Xin giới thiệu ca sĩ Vũ Hà. Ngày hôm nay chúng tôi chào đón đàn anh ca sĩ Vũ Hà và Khả Như, diễn viên và là giám đốc một công ty. Biết điều đó chưa? Em biết. Ai biết? Em biết. em biết luôn. Chẳng những là công ty mà chị Khả Như còn kinh doanh bất động sản, rất giàu nhà. Trời ơi, xin phép 200 nói chuyện tí. Khả Như hiện tại là giám đốc kinh doanh. Dạ. Của công ty em đang làm CEO của Ruby Media, là chuyên đầu tư phim. Ruby Media. Các em thân mến, sau này các em có được xuất hiện trên TV, trên màn ảnh hay không là bàn tay này đó. Trời ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ có đôi điều phỏng vấn với anh Vũ Hà. Không hiểu vì sao ăn cái gì mà năng lượng trẻ hoài. Wow. Xin hỏi một vài bí kíp. Đơn giản là làm cho mọi người cười, mà cảm thấy mà họ cười thì mình cảm thấy mình hạnh phúc, là mình thấy trẻ. Nụ cười. Nụ cười là mang lại nhiều hạnh phúc và trẻ trung. Chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị nhiều tiếng cười và chắc chắn quý vị sẽ trẻ trung hơn rất là nhiều. Em bước tới đây em thấy cái này như cái hội chợ vậy ha. Kiểu mà chọi banh vô rồi kìa. Nặng lời quá à. Vậy chị ý chị là giám đốc, chị muốn nói gì chị nói chị hơn cái chợ. Thôi đi về đi chơi, không về được. Đi không phải các bạn phải hiểu nè, là ý Khả Như nè, tức là hội chợ nhiều gian hàng và chúng ta tới đây được chơi vui đùa và mang phần thưởng về. Dạ không, hội chợ là hội chợ. Thấy chưa, anh thấy chưa, trời anh còn bên gì nữa. À rồi, vậy là ý thứ hai, vậy là ý thứ hai. Ở hội chợ nó có những hội chợ ở miền Tây là trong cái chuồng nó có nguyên một đám vịt, xong ở ngoài mình cầm mấy cái vòng mình quăng vô lọt con vịt này mình lấy con vịt đó, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À, em muốn nói hội chợ đó đó hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, nhớ gì nói phải rõ ràng chứ. Có ai là vịt? Anh Hiếu ơi, cho em gửi gắm Khả Như cho anh nha anh Hiếu. Dạ. Anh nhớ em rồi. Tặng anh cây kiếm này luôn. Sự em biết chị Khả Như cho em. Ủa em biết nickname của Hồ Hiếu trong chương trình này không? Là gì anh? Hoàng tử tiễn đưa. Tiễn về 10 sớm lần, luôn nha. 10 lần như một. Bây giờ xin hỏi hai vị khách mời em nay ai sẽ là người chơi trước? Siêu xìn đi. Xìn đi anh ha. 3, 2, 1. Vô. Thắng được người quyết định. Mời quyết định. Rồi, anh thì trước luôn. Dạ. Và xin anh hãy chọn vị trí nghệ sĩ. Trước khi chọn, anh xin làm một bài thơ tặng các em. Đó. Có quà. 9 em xinh đẹp thế kia, hay mà sao bị nhốt trong xa như gà. Hết thơ. Hết thơ. Ủa? Trời ơi anh Hà. Ủa anh? Em rất là yêu quý và ngưỡng mộ anh luôn á. Hai đứa mình rất là dễ thương. Và anh sẽ chọn con gà ta hay là gà công nghiệp? Đó chứ, tại vì cô bé là một người rất là hiền lành và đặc biệt là rất là thật thà, cho nên anh xin chọn là Hari Won. Hari Won. Và thưa quý vị, ngay bây giờ câu hỏi đầu tiên của Chọn Ai Đây xin được phép bắt đầu. Câu hỏi dành cho Hari Won. Phụ nữ bị cấm điều gì ở núi Athos, Hy Lạp? Mời bạn trả lời. Anh có bao giờ đi Bhutan chưa? Bhutan là ở đâu? Bhutan là gần đây. Trời ơi. Trời ơi, Bhutan làm gì Cần Thơ chứ gần đây. Bhutan. Tưởng hỏi qua nhà Puka ở đâu. Puka ở Đồng Tháp. Chỗ đó là nơi hạnh phúc, đô thị hạnh phúc. Đúng rồi. Dạ. Quốc gia hạnh phúc. Và chỗ đó leo núi cao thiệt là cao, rất là nhiều người leo núi đó. Nhưng họ phải có sức khỏe là thứ nhất. Thứ hai là họ phải đeo cái oxy. Oxy tại là vì... cái gì? Bình oxy. Oxy, bình oxy. Dạ, tại vì cái lên trên núi đó nó cao quá, không đủ hít thở. Và cái núi chỗ mà anh Trường Giang nói, nó cao hơn Bhutan nữa. Anh hiểu không anh? Ok, tiếp tục chân thành đi Hari. Tiếp tục. Cho nên con gái mà đi leo núi đó, người ta cảm thấy ê, sức khỏe của phụ nữ không thể nào mà bằng đàn ông. Cho nên người ta không cho phụ nữ đó đi leo núi đó. Là cái phụ nữ ở cái nước đó cấm không được cái leo núi ở. Đúng cái rồi. Leo dạ, đó. Là do không có sức khỏe. Sao mệt. Cô bé nói xong là do vậy? Sức khỏe. Hết chưa cưng? Dạ em hết. Xin trời ơi, với cái sự chân thành mà nói không hiểu gì cả. Tức là câu hỏi của chúng tôi là phụ nữ bị cấm điều gì ở núi Athos, Hy Lạp, thì Hari trả lời là bị cấm lên cái núi đó. Dạ. Thế thì theo anh cảm nhận, tin hay không tin? Lập. Dạ. Theo em thì là đúng hay sai? Niềm tin nằm ở lòng ta. Tin. Tin. Wow. Ca sĩ Vũ Hà của chúng tôi chọn là tin Hari. Và đây là một lựa chọn. Người ta cảm thấy sức khỏe của phụ nữ không thể nào mà bằng đàn ông, cho nên người ta không cho phụ nữ đó đi leo núi đó. Phụ nữ bị cấm điều gì ở núi Athos Hy Lạp? Thì Hari trả lời là bị cấm leo lên cái núi đó. Chính xác. Đấy, đã bảo mà con bé nó thật thà. Với sự thật thà này, anh Vũ Hà mang về một dấu O, xin chúc mừng. Núi Athos Hy Lạp cấm cả phụ nữ và trẻ em, thậm chí là đàn ông không có râu. Một trong những nguyên nhân chính xuất phát từ niềm tin cho rằng sự xuất hiện của phụ nữ sẽ ảnh hưởng đến sự khai sáng. Đây cũng không phải nơi khuyến khích du lịch. Mỗi ngày các tu viện nơi đây chỉ cho phép 100 khách du lịch đàn ông ghé thăm. À, vậy là cấm đàn ông không có râu á anh. Vậy em lên trên đó thoải mái rồi. Râu giả thật luôn. Dạ, em đi tới chân núi là người ta bôi râu em rồi. Ủa, râu này râu thiệt mà. Như vậy là với câu hỏi đầu tiên là một dấu O rồi. Quá thuận lợi cho anh Vũ Hà. Và vị trí này cũng chưa nói là được điều gì cả. Đường ta đi, đường ảnh anh đi cũng không sao. Khả Như sẽ chọn vị trí nào? Em chọn Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm. Thưa quý vị, mối quan hệ giữa Lê Dương Bảo Lâm với Khả Như, và Lê Dương Bảo Lâm nói rằng là em ruột của chị Khả Như. Dạ đúng rồi. Nhưng mà hại em biết bao nhiêu lần vậy? Em này em ruột thừa. Ruột thừa là cái mình phải cắt bỏ. Dạ đúng rồi. Để nhớ cái đầu lân. Nhớ đầu lân nha. Tức ghê luôn á, nãy tính nói Huỳnh Lập. Chị có thể chọn lợ. Đúng, có thể chọn lợ. Chọn lợ. Chọn Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm. Dạ. Lê Dương Bảo Lâm được chọn. Đâu. Ê, nó nghe nè, cái dòng múa lụa này là dòng nào cũng múa giống như Trang vậy luôn á. Vậy hả? Không có đổi mới. Trời không có ơi. Sáng tạo như em. Trời, hay quá em sáng tạo gì nè? Em sáng tạo về trang phục. Mỗi nhân vật em ngồi mỗi mới. Liêu liêu. Đây, ngay bây giờ là câu hỏi dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Vỏ chuối có thể giúp tẩy trắng răng của bạn một cách tự nhiên, đúng hay sai? Nhìn đi nói chuyện. Trời ơi, răng sứ mà, sứ mà. Anh giả mà nói. Vậy thôi. Dạ thưa chị, nói chung là chuối đã đi vào ca dao tục ngữ của ông bà ta từ thuở xa xưa. Đâu? Ví dụ như là hò gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Hơi hộp á. Dạ, và sau khi hiện đại lên thì có bài hát là em thích chuối Tây chuối ta, anh mang chuối cho em nha. Banana, banana, banana. Đó, là câu hết. Từ từ. Làm chuối thì chúng ta có thể làm món ăn gì? Kem chuối nè, chè chuối nè, và đặc biệt là trong chuối có chất làm trắng răng. Hãy tin em Khả Như. Chị ruột. Chị ruột. Chúng tôi hỏi đúng hay sai thì bạn tin và bạn chọn là đúng. Dạ đúng rồi. Xin hỏi Khả Như, có tin Lê Dương Bảo Lâm hay là không? Tin. Tin là lựa chọn Khả Như. Sau khi chọn rồi mời kể câu chuyện. Nhỏ em của em có đưa cho em một cái chai kem tiếp kem đánh răng, thì em đánh vô em ói quá trời luôn, là tại vì nó có vị chuối. Ủa em kỵ vị chuối hả? Em kỵ tất cả những sản phẩm đồ ăn không, hay là chỉ riêng cái mùi chuối tươi thôi. Chuối vào hương á. Dạ. Là em bị dị ứng với cái mùi đó rất nặng luôn. Trời ơi, chuối là cực phẩm của cái thiên nhiên mà không ăn được. Nhưng mà bánh chuối em ăn được, chuối nướng em ăn được, chuối sáp em ăn được. Chuối nhũi ăn chưa? Chuối nhũi ăn chưa? Cắm đầu hoài. Như vậy là tùy loại chuối mà Khả Như lựa chọn để ăn. Dạ. Thưa quý vị, Khả Như chọn tin Lê Dương Bảo Lâm và lựa chọn Khả Như. Khoan, nếu như câu này đúng chị nhớ cho em một vai trong phim điện ảnh của chị. Trời đất. Lựa chọn này làm vậy cũng được thôi. Nhưng mà Lâm ơi, nếu mà nằm diễn viên điện ảnh mà đóng phim điện ảnh đó là phải diễn chân thật, còn em diễn giả chân hả? Chết rồi. Trời ơi anh nói chuyện nhỏ khóc chết rồi. Trời ơi anh nói về anh giận rồi, nằm ảnh luôn cái cho rồi. Thưa quý vị, không biết từ đây về sau con đường điện ảnh của Lê Dương Bảo Lâm như thế nào, nhưng từ đây về trước đã từng đóng những phim Trường Ma, Hot Boy Nổi Loạn, Điệp Vụ Chân Dài. Cái này tôi biết nha. Phim Hot Boy Nổi Loạn là ngày xưa là em mới nhú là mấy cái cảnh mà hôn nhau ngoài gốc cây đó, là ai đóng là em đóng đó. Dàn quần chúng đó em nổi bật nhất. Và sau phim đó là không ai mời em nữa luôn đó. Em không đó. Không, cái này Cái cảnh đó Lê Dương Bảo Lâm hung rất bạo. Đúng rồi đó, em coi em nói trời má ơi hung thấy ghê quá, từ đó thì sao em về em sợ Lê Dương Bảo Lâm luôn. Hung nam, hung nam là bữa đó là không ai dám hung môi hết. Đạo diễn nói bây giờ nếu cho 200.000 bạn nào xưng phong dám hung môi, rồi các em xưng phong cho em thêm 200.000 để em nói trời cái vai chắc là đỉnh điểm của em sẽ nổi tiếng cái vai này. Sau khi em đóng xong không ai kêu em nữa. Xuân có thiếu người kịch bản nên là ngày nay và Lâm đóng cái vai thằng dây sòm á. Đúng rồi, là Lâm đúng không? Đúng luôn đó. Nhưng mà sau đó tôi mới biết là Lâm. Tại sao bạn không viết vai chính cho tôi? Là sau nụ hôn ngồi gốc cây đó là cái môi thừa lừa tới bây giờ. Môi thừa lừa mẹ sợ tới giờ luôn. Là không ai mời nữa. Mà cái bạn mà hung chung em là bây giờ bỏ nghề luôn rồi. Trời ơi thương người ta ghê, tội người ta ghê. Cảm ơn con đường sự nghiệp điện ảnh của em. Nhưng yên tâm, có chị Khả Như từ đây về sau thì em cũng sẽ có những cái cú hung trên xe đò, xe lửa nữa. Dạ. Và lựa chọn của Khả Như là lựa chọn trong chuối có chất làm trắng răng. Hãy tin em Khả Như. Chị ruột nhỏ em của em có đưa cho em một cái chai kem, tiếp kem đánh răng thì em đánh vô em ói quá trời luôn, là tại vì nó có vị chuối. Và lựa chọn của Khả Như là lựa chọn chính xác. Một dấu ít đã thuộc về Khả Như ở vị trí Lê Dương Bảo Lâm. Chúc mừng. Đây là đáp án của chương trình. Vỏ chuối chín có tác dụng tẩy trắng răng vô cùng hiệu quả. Chỉ cần chà sát vỏ chuối lên răng để yên 5 phút, chải răng khô 3 phút và chải lại bằng kem đánh răng để loại bỏ mảng bám vỏ chuối là xong. Đơn giản. Anh Vũ Hà thân mến, bây giờ thì sẽ có nhiều vị trí để chọn. Giờ chọn ai ta? Anh chọn ai để thuận cái đường của anh? Dọc ngang xéo hết trơn rồi, bây giờ chỉ có chọc thôi. Thật là anh Hiếu ơi. Trời sợ Hiếu lắm luôn á, trời ơi. Hoàng tử tiễn đưa. Hoàng tử tiễn đưa. Chỉ tiễn đưa gái đẹp, anh không có trong danh sách, đừng lo. Nhưng mà chắc là ca sĩ, chắc nói đúng, thật thà nè. Nói sai thì biết tay nha. Giờ anh chọn Hồ Quang Hiếu. Hồ Quang Hiếu. Chắc cú này không đưa, con đưa ngoại về quá. Ủa, sao kêu anh Hà bằng ngoại? Em thấy trên mạng á, mọi người gọi anh Hà bằng ngoại. À, mọi người gọi vui á. Gọi vui đúng rồi. Ngoại là gì? Ngoại là cái người mà hiểu nhiều, sống lâu trên đời, kiến thức biết nhiều thứ. Thương con cháu nữa. Thương con cháu. Rồi con cháu nó thương ngoại lại. Hay cho con cháu tiền nữa. Đó. Bây giờ là câu hỏi dành cho bà ngoại của Hồ Quang Hiếu. Ông Park Hang-seo, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Park Hang-seo. Park Hang-seo. Park Hang-seo. Mặc dù có tiếng Hàn Quốc mình đọc không hay, đọc chuẩn là gì nào? Park Hang-seo. Sao con bé đọc có tiếng Hàn hay hơn mình ta? Bé như người Hàn vậy ha. Ông Park Hang-seo thi đấu ở vị trí nào khi còn là cầu thủ? Ôi ơi, một câu hỏi thú vị. Cái này dễ thiệt. Cái này thì em nghĩ chắc anh Hà không biết mà, tại vì tao biết là chết liền. Ủa anh biết hả? Em nghĩ là ông Park Hang-seo hồi xưa là làm trước khi làm huấn luyện viên đó là làm hậu vệ. Tại vì sau này mấy học trò hay kêu là thầy hậu á. Anh có đọc báo thì anh sẽ thấy là trước đây ông làm hậu vệ. Thầy hậu á. Có khi nào hậu đó là đứng ở phía sau không? Không, tại vì học sinh người ta gọi với cái tên thân thương đó là thầy hậu. À, thầy hậu là cái tên thân thương, vì ngày xưa là ông Park Hang-seo là giỏi về cái chỗ vị trí hậu vệ. Dạ. Thưa quý vị, Hồ Quang Hiếu cho rằng vị trí hậu vệ là vị trí mà ngày xưa khi còn làm cầu thủ, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam bây giờ là Park Hang-seo đã từng thi đấu. Theo anh Vũ Hà thân mến, anh tin Hồ Quang Hiếu hay là không? Trời ơi, tao nói là mà ở trên game mặt đứa nào đấy xinh đẹp không, không có một chút xíu gian dối nào hết trơn đó, cho nên là đã tin một đứa rồi thì đứa thứ hai tin luôn. Tên Hồ Quang Hiếu. Nếu như anh trả lời chính xác thì một dấu O được đánh tại chỗ Hồ Quang Hiếu dành cho anh. Biết rồi. Còn ngược lại là thuộc về Khả Như là dấu X. Ồ. Nếu mà có sai thì ngoại đừng có về xóa Facebook con nha ngoại. Thưa quý vị, lựa chọn của ca sĩ Vũ Hà đó là một sự lựa chọn. Sau này mấy học trò hay kêu là thầy hậu á. Anh có đọc báo thì anh thấy là trước đây ông làm hậu vệ. Vị trí chính xác phải là vị trí tiền vệ. Wow. Ông Park Hang-seo là một huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp người Hàn Quốc. Ông đang làm huấn luyện viên trưởng của các đội tuyển bóng đá Việt Nam. Khi còn thi đấu, ông chơi ở vị trí tiền vệ và có 15 bàn thắng trong màu áo của đội Lucky Gold Star tại vô địch Hàn Quốc. giải bên đội Hàn Quốc. Như vậy là rất tiếc, một dấu ít đã thuộc về Khả Như. Thời tới cả ông nội, cản không nổi em rồi. Anh Hiếu quả không hổ danh là Như hoàng tử tiễn đưa. Kinh nghiệm, đừng có nghĩ là em út là đàn em nó sẽ nói thiệt, phải nhớ cái điều đó. Ủa giờ anh mới ngộ ra hả? Ví dụ đi, ví dụ là cái cô gái nó nói xạo chút thì không nói làm gì, ngoài của nó mà nó cũng xạo luôn. Lợi thế của anh Hiếu là gương mặt rất là chân thành, và lời nói rất chân thật. Hèn chi đó cái bài gì nổi tiếng ấy nhỉ? Cái bài gì ấy? Vậy mà hồi trước giờ người ta nói như lời đồn là Hồ Hiếu là chân thật, không như lời đồn. Nên người ta phải lười yêu. Bởi vậy thiệt. Thưa quý vị, bây giờ thời cơ đã đến với Khả Như. Hãy chọn vị trí. Tất nhiên là BB Trần. BB Trần, đây là câu hỏi dành cho BB Trần. Khi ra đời, cái túi nhỏ trên quần jean được thiết kế đựng cái gì? Đây. Trời ơi, đúng vậy liền anh. Ngày xưa là cái túi này đây. Đồ dễ lắm luôn. Hất tóc một cái. Ngày xưa nó nhỏ hơn bây giờ nó to hơn tí, nhưng ngày xưa nó nhỏ hơn. Em có hai cái túi nhỏ luôn nè. Sao cái quần em không có cái túi đó? Mình bên hát tuồng không có đựng gì hết. Làm ơi, ông là xưa lắm rồi, xưa hơn nữa. Lúc trước còn nhỏ em cũng thắc mắc, em nói ủa tại sao tự nhiên quần jean đã có cái túi bự rồi thì có thêm cái túi nhỏ làm gì? Dư theo em được biết á, ngày xưa ở Mỹ á, những người đi đào vàng là người ta sẽ dùng những mà người ta sẽ mặc những cái quần jean, và những cái quần jean đó là để phục vụ cho những người đi đào vàng á, và có cái túi nhỏ ở đây để họ bỏ vàng. À thế này là quần jean được phát minh ra là giấu vàng cho những người đi đào vàng. Dạ, nhưng mà câu trả lời của em là không phải vậy. À, câu trả lời của em là để đựng cái đồng hồ quả quýt. Cái đồng hồ quả quýt? Quả quýt hả? Quả mệt quá. Nói cái gì vậy? Có đồng hồ quả lắc treo tường. Em biết đồng hồ quả quýt là cái đồng hồ nhỏ mà có cái sợi dây lên. Đúng rồi. Ở nước ngoài có một cái thời gian người ta xài cái đó, và cái quần jean, cái túi đó chỉ để đựng cái đồng hồ, và em tin BB. Vậy là đúng rồi, thôi đi thua đi về thôi, có gì đâu, nhanh đi về cho rồi. Chưa. Thôi chơi đừng có cọc nè. Ngày xưa là cái quần jean là không biết đựng vậy, nhưng giờ quần jean Tuấn Kiệt là đựng Puka chồng. Khả Như tin hay không? Tin. Tin. Về. Ở đâu ra không ra vậy? Trời ơi, vợ chồng với nhau mà chơi em có thắng thì cũng là của anh chứ anh sao vậy? Nhưng mà thì thua một câu rất là vô duyên, hiểu không? Nghe lời vô duyên, nó nghe lời quỷ Hiếu á, trời ơi nó tào lao. Trời ơi cọc kìa, chơi mà cọc kìa. Chơi mà cọc kìa. Và lựa chọn Khả Như là lựa chọn. Câu trả lời của em là để đựng cái đồng hồ quả quýt. Ở nước ngoài có một cái thời gian người ta xài cái đó, và cái quần jean, cái túi đó chỉ để đựng cái đồng hồ, và em tin BB. Chính xác. Đó thấy không? Và một lần nữa xin khẳng định Hồ Hiếu chính xác là hoàng tử tiễn đưa. Ai đụng đến Hiếu là phải ra về. Hiếu ơi ra đây, ra đây. Không sao đâu. Tiễn đưa đẹp không à? Ra chơi với ngoại. Ra ngoài xíu hát cho bài coi, tiễn đưa ngoại đi cho đẹp coi. Con diều ngoái về, ngoại về vùng ngoại ô. Có ấy. Dừng lại. Tại sao lại để ngoại về nhanh như vậy? Cho đi về chứ nhục nhã lắm em ơi. Trời ơi. Anh sẽ ra về với phần thưởng của chương trình là 5 triệu đồng. Wow. Và những tràng pháo tay yêu thương của tất cả chúng ta. Lại có 5 triệu rồi. Ngoại vui. Ngoại ơi. Trời ngoại như ngoại đang yêu. Đừng bao giờ đụng chạm đến vị trí của Hồ Quang Hiếu. Kinh khủng, nguy hiểm thật. Thưa quý vị, trước khi đến với cặp chơi tiếp theo, mời quý vị cùng chúng tôi giải lao trong giải lắc. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Chọn Ai Đây. Ngay bây giờ sẽ là sự xuất hiện của cặp đôi tiếp theo, đó chính là Hoàng Yến Chibi và Châu Đăng Khoa. Hôm nay hai phong cách khác biệt với nhau. Không phải đâu, tại vì thực trước khi em tới đây là em có xem qua vài tập. Thì cái bạn stylist của em xem trúng một cái tập mà mọi người mặc đồ rất là đẹp, rất là lộng lẫy. Nên bạn ấy bảo là cái ngày hôm nay khi mà em xuất hiện thì em cũng phải mặc đẹp như vậy để cho phù hợp với mọi người. Nhưng em thực sự không ngờ là một người hôm nay mặc đồ trớ quá không đẹp. Thực sự là hôm nay em không nghĩ là mình sẽ mặc cái này đi chơi game show luôn. Em chưa bao giờ luôn ý ạ. Em khỏi gần nghĩ, ở đây đâu ai nghĩ Tướng Quân đi chơi game show đâu. Đâu, cái này mặc đồ này nhẹ nhàng tinh tế mà đâu có gì lồng lộn. Chào Đăng Khoa thân mến, Hoàng Yến Chibi thân mến, đây là những người quen thuộc và họ là những người chân thật trong showbiz. Sao cười thế? Bé này sao lại cười thế nhỉ? Em được dặn trước là chương trình này mọi người không có chân thật lắm. Vậy nên là hôm nay em quyết định là em mặc một cái áo in hình của em. Nghĩa là em chỉ tin em thôi, em tin cái người này. Đó là một sự giặt mặt. Thật ra thì có những chồng tất cả mọi người ngồi ở đây vô cùng chân thật luôn. Đúng. Nhưng mà những người dưới lại không tin trên này các lại bạn đua. Quá đa nghi. Và đặc biệt với cái vóc dáng nhỏ con sắc đẹp mỏng manh như thế này là gu của Hồ Quang Hiếu. Chúc mừng Yến. Hay đưa về lắm. Thường thường anh Hiếu mà anh ấy gặp em xong là không cảm xúc. Nãy là chúc mày Vũ Hà mà Hiếu đưa về mà. Vậy còn em né Hồ Quang Hiếu nữa nha. Dạ, em sẽ né. Còn em với anh Hiếu là đồng hương nên chắc anh Hiếu bỏ qua cho em bữa nay. Bây giờ xin hỏi ai sẽ là người chơi trước? Uyên đi anh. Và hồi một thắng quyết định. Yến đi trước. Mời Yến chơi trước. Vâng. Yến sẽ chọn vị trí nào đây? Ôi, ở đây thực sự có rất nhiều anh chị em thân quen của em. Ai thân? Hả? Em đâu có nói anh đâu. Ai vậy là em thân rồi. Không có ai thân với em Yến à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vị trí đều bảo thân Hiếu ra. Bỏ Hiếu ra. Bỏ anh Lâm. Anh Lâm anh ấy kêu là anh không thân với em mà. Vậy thì theo anh nghĩ hãy chọn Hồ Hiếu đầu tiên. Không ạ. Không ạ. Chọn anh Hiếu dễ đi về lắm. Đúng vậy. Nhưng mình không được về ngay lần đầu tiên. Lần đầu tiên em sẽ xin chọn người mà em tin tưởng nhất ở đây chính là anh Jun Phạm. Thưa quý vị, cuộc chơi xin được phép bắt đầu. Và bây giờ là câu hỏi dành cho Xuân Phạm. Tại sao ngày nói dối lại có tên gọi là ngày cá tháng tư? Hai cái bài tháng tư là lời nói dối ngọt nghe. Đúng rồi. Nhanh, em đã bay xa, em đã đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh. Để mình nói ra những câu chân thành. Chính xác. Nhớ là phải chân thành nha. Mà sao cái lời bài hát nghe nó có huông vậy ta? Thấy là đưa em ra đi đó. Tháng tư là lời nói dối, nhưng mà anh cái người bạn trai đó đó nói một cái lời là nói thật, anh yêu em, nhưng mà sợ là em từ chối thì nên nói nhân cái ngày cái tháng tư đó nói, để lỡ mà bạn đó từ chối á thì bạn trai đó nói là anh nói xạo thôi. Đó là cái ý nghĩa của cái bài đó đó. Còn cái câu trả lời á thì bởi vì tháng tư là cái ngày mà đúng ngay mùa xuân của Nhật Bản á, thì nó ấm áp và mọi thứ đều tuyệt vời hết, nên rất là dễ người ta rủ nhau đi bắt cá. Rồi đó. Không, mà nói thiệt. Ủa mọi người không tin à? Bởi vì mà nó khỏe quá bắt cá nên người ta cảm thấy là cái tháng đó là cái tháng bắt cá được. Trời ơi. Dễ bắt cái nỗi người ta bắt cá bằng 2 tay, 3 tay, 4 tay cũng được. Mà cái đó là sự lừa dối trong tình cảm, nên người ta đã quyết định ngày nói dối là ngày cá tháng tư là 1 tháng 4. Mình đừng nói nữa được không? Ủa em hồi nãy em nói với anh là em tin anh mà tự nhiên giờ anh nói bằng tất cả tấm chân tình của anh. Bây giờ xin hát cho em nghe nữa. Xin hỏi lại chốt đáp án là gì? Tại vì bắt cá dễ. Tháng tư là gì? Tháng tư bắt cá dễ. Rồi, xin hỏi Hoàng Yến Chibi tin những lời Jun Phạm nói hay là không? Chơi thân mà không tin là kỳ lắm á. 5, 4. Ủa 5, 4, 3, 2, 1. Em không tin. Không tin. Anh ơi, thật sự luôn đấy, anh nói cái điều gì mà đến như em là một đứa trẻ con mà em còn không tin nữa thì anh nghĩ ai sẽ tin anh? Ủa, trong khi anh có bao giờ nói với em gì chưa? Anh ví dụ như lỡ như anh Trường Giang nói cái này là anh đúng thì sao em? Ủa thôi chưa vui đâu mà bắt gì đây rồi. Thôi nè, muốn vậy lên phường giải quyết đi. Cái câu chuyện mối quan hệ sao lên phường giải quyết đi bây giờ em cô là phải coi vậy đúng sai sau đó thì tính sai. Mời anh Giang. Anh nói một câu cuối cùng đi. Lựa chọn của Hoàng Yến Chibi sau cái thông tin mà Xuân Phạm đưa ra là người ta đặt là cá tháng tư bởi vì tháng tư dễ bắt cá. Dạ. Lựa chọn của Yến Chibi là lựa chọn không chính xác. Đáp án của chương trình là vì tháng tư dễ bắt cá. Trời ơi. Hơn mấy tháng còn lại. Tháng tư là thời điểm những loài cá sống trong vùng nhiệt độ ôn hòa, ví dụ như cá su dễ bị đánh bắt nhất do đi riêng lẻ. Vì vậy cá tháng tư trở thành khái niệm ám chỉ sự khù khờ. Sau này trẻ em châu Âu thường viết vài dòng chữ chọc ghẹo lên một con cá bằng giấy rồi tìm cách dán nó lên lưng đối tượng trong ngày cá tháng tư. Trò đùa này dần được phát triển thành ngày nói dối. Vậy là anh nói thật. Cuộc sống là muôn màu muôn vẻ và kiến thức là vô tận. Mình không biết một điều cũng chả có vấn đề gì đâu. Từ từ chúng ta sẽ học được hết. Anh Jun Phạm là một người mà cực kỳ là hanh thông luôn. Tại vì em chơi với anh ý, em biết anh là một người đọc sách rất nhiều. Nhưng mà không hiểu sao nay anh nói kiểu gì mà em không tin anh nổi luôn ý. Em không tin Jun Phạm không phải là vì Jun Phạm nói không chân thật, mà vì cái sự gian xảo từ Lê Dương Bảo Lâm nó bay lên. Trời ơi, còn cái gì nữa. Như vậy là một dấu O đã thuộc về Châu Đăng Khoa. Cảm ơn Bí. Và dĩ nhiên cái con đường đi là do mình tính toán. Trong đây chỉ có một người duy nhất là em chưa từng gặp ngoài đời bao giờ, hôm nay gặp lần đầu tiên, đó chính là Huỳnh Lập. Nên là em sẽ lựa chọn chị Lâm Vỹ Dạ. Trời ơi. Và bây giờ là câu hỏi dành cho Lâm Vỹ Dạ. Dầu hào, loại nguyên liệu chuyên dùng để ướp thực phẩm, được ra đời do đâu? Ngày xưa tôi đã từng phục vụ trong một cái cung điện. Lãnh cung hả? Tôi được phục vụ trong một gia đình cao sang quyền quý. Đúng rồi. Thì trong một cái lúc làm bếp là bữa đó là gia đình muốn ăn món là hào hấp xả. Hào hấp xả. Rồi thì trong cái lúc mà tôi đang làm cái món hào hấp xả thì là tôi chỉ mới bỏ hào với lại nước sôi vô thôi chứ chưa bỏ xả. Thì đang làm thì chợt nhớ là quên bỏ xả vô, mới lật đật là chạy ra ngoài chợ là đi mua xả. Thì trong lúc đi mua xả thì vô tình có một con mèo nó chạy ngang qua cái nồi đó, rồi nó làm rớt cái chai dầu vô cái nồi hào luộc đó. Thì vô tình tôi đi về cái tôi nếm thử, tôi thấy ấy cha, sao mà cái mùi vị này nó hay quá vậy ta. Xong mà từ đó về sau là tôi quyết định là tôi đặt cái món đó là cái món dầu hào. Tôi đó là ai? Tôi đó là một người đàn ông. Người đàn ông chứ không phải tôi, ý là tôi mượn cái chuyện người ta tôi kể. Ủa sao nãy chị nói là chị làm trong gia đình giàu sang, chị nấu món đó mà. Ủa có nói vậy hả? Con lắm tuổi rồi. Mày lẫn rồi phải không? Lẫn rồi. Hoang mang quá. Cho những người biết đáp án cuối cùng. Đáp án cuối cùng đó là do bất cẩn trong lúc nấu ăn. Xin hỏi Châu Đăng Khoa, bạn tin hay là không? Em quyết định là em tin. Thưa quý vị, lựa chọn của Châu Đăng Khoa là lựa chọn chính xác. Dầu hào ra đời từ năm 1888 bởi Li Cam Sung, sống ở làng Nam Thủy, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Khi người này vô tình bỏ quên một nồi hào nấu chín trong nước muối, ông khám phá ra rằng mặc dù nồi hào có mùi khét nhưng hương vị lên men rất tuyệt vời. Sau này ông thành lập công ty chuyên sản xuất dầu hào, nước sốt, gia vị và phát triển nó trở thành một thương hiệu nổi tiếng toàn thế giới. Như vậy là một dấu O tròn to tướng thuộc về Châu Đăng Khoa. Kế hoạch của Châu Đăng Khoa hiện đang tiến triển rất tốt. Và Hoàng Yến Chibi thân mến, bạn sẽ chọn vị trí nào? Cái người không thân á, bây giờ không chọn cũng không được, mà chọn thì cũng không được anh ạ. Đúng. Chắc chắn là phải chọn rồi, mình đâu thể nào để cơ hội cho người ta được. Đúng rồi, phải chọn thôi. Và bạn chọn là? Dạ, anh Lê Dương Bảo Lâm ạ. Lê Dương Bảo Lâm. Câu hỏi dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Lưỡi của loài bò sát nào dài gấp đôi chiều dài cơ thể chúng? Với câu này thì trước khi vô cái câu thì Lâm xin hát một bài và mình mượn Tường đã câu hỏi nha. Dạ. Đêm 2, 3 Đêm 2, 3. Ta đếm á, đếm á. Đêm nghe tiếng lao xao, sạc xao tiếng lá đơn côi. Buồn nỗi buồn mình tôi, chợt ai tặc lưới canh thấu. Thôi hộp rồi. Ủa? Có nghĩa là thạch sùng. Thạch sùng. Từ thuở xa xưa thì thạch sùng tiếc của mình nên cảnh tắc lữ và tắc hàng ngàn năm, hàng ngàn năm. Và bây giờ tiến hóa từ con thạch sùng tiến hóa thành con tắc kè. Và đặc biệt là con tắc kè là cái lưỡi nó rất là dài. Và khi mà nó thấy con mồi thì lập tức ở trong cái vòm lưỡi của nó một cái lò xo. Nó sẽ bật cái lò xo lên và cái lưỡi nó sẽ thẹt ra, cuốn con mồi, nuốt vào. Và câu trả lời của Lâm là con tắc kè. Hoàng Yến thân mến. Dạ. Lê Dương Bảo Lâm cho rằng con tắc kè chính là cái con vật mà có cái lưỡi dài gấp đôi chiều dài cơ thể chúng. Bạn tin hay không? Con tắc kè có lưỡi dài thì em biết, nhưng mà lưỡi dài gấp đôi thì em chưa nhìn thấy bao giờ. Rồi, 5, 4, 3, 2. Em tin. Tin được không vậy? Được em. Và lựa chọn Hoàng Yến Chibi là một lựa chọn chính xác. Cảm ơn anh nhé. Lưỡi của tắc kè dài gấp đôi chiều dài cơ thể chúng. Bình thường chiếc lưỡi này được cuộn lại bên trong miệng, và trong trường hợp bắt mồi, chiếc lưỡi có thể được phóng xa với tốc độ lên tới 97 km/h. Chào các bạn thân mến, kế hoạch của bạn đã bị phá hủy. Một dấu X dành cho Hoàng Yến Chibi. Thật ra đây mới là kế hoạch của em. Em muốn kéo dài cuộc chơi cho nó vui, hai đứa lên hình. Thế thì bây giờ bạn sẽ chọn ai? Phải chọn Quang Trung. Quang Trung. Câu hỏi dành cho Quang Trung như sau. Tính đến 2019, bộ truyện tranh Doraemon kỷ niệm ra đời bao nhiêu năm? Trời ơi! Em á, từ nhỏ đến lớn đọc truyện rất là nhiều, và đặc biệt là Doraemon. Từ những cuốn truyện mới cho đến em sưu tầm cả một bộ truyện cũ mấy chục cuốn luôn, em cũng có hết. Với lại sao? Em rất là thân với Doraemon. Tức là mọi người với Doraemon biết nhau qua truyện thôi, còn em với Doraemon biết nhau bằng mặt luôn. Tại vì cái năm sinh của Doraemon á là em nhớ rất là rõ. Doraemon nhỏ hơn mẹ em 2 tuổi. Đó. Một sự khẳng định không sao. Doraemon á thì nhỏ hơn mẹ em 2 tuổi. Ở nhà em gọi mẹ em là mẹ, còn em gọi Doraemon là gì. Cho nên là em thuộc lắm. Và cái ngày mà kêu như là họa sĩ Fujiko mà đã sáng tạo ra Doraemon á, tính đến 2019 thì là gì Doraemon của Trung là khoảng 49 tuổi. Là đáp án cuối cùng của Quang Trung. Châu Đăng Khoa thân mến, tin hay không tin đây? Em không tin ạ. Trời ơi, chị Mon của em, mẹ không tin em. Châu Đăng Khoa không tin rằng 49 tuổi. Và lựa chọn của Châu Đăng Khoa, thưa quý vị thân mến, là một sự lựa chọn chính xác. Tại vì là em đọc Doraemon từ khi mà em mới 3 tuổi là em đã đọc Doraemon rồi. Nên em nhớ là 50 năm thì phải. Đáp án là 50 năm. Xíu à, nhớ lộn xíu thôi. Xíu quá, hại người quá. Truyện tranh Doraemon ban đầu được họa sĩ Fujiko Fujio sáng tác, đăng tải trên 6 tập trang khác nhau của nhà xuất bản Shogakukan từ tháng 12 năm 1969 đến năm 2019 cho ra mắt. Thanh Kobon của Doraemon mang số hiệu 0 nhằm kỷ niệm 50 năm bộ truyện tranh ra đời. Và thưa quý vị, quá tuyệt vời. Một dấu O dành cho vị trí Quang Trung. Châu Đăng Khoa hiện tại đang có 2 dấu O liên tiếp, và nhiệm vụ của chúng ta là em phá hủy nó ạ. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta phải biết luật caro là gì, tới đâu là phải chặn tới đó, nên mình phải chọn vị trí của anh BB Trần. Dạ. Bây giờ là câu hỏi của BB Trần. Cá chép, cá hề, cá rô phi loài cá nào có thể tự thay đổi giới tính? Thay đổi giới tính nha em, chứ không phải là lưỡng tính nha. Cho nên là cá rô phi là mình đã loại ra rồi. Tại vì cá rô phi là không phải là nằm trong cái dạng mà lưỡng tính mà cũng không thay đổi được giới tính nữa. Còn cá hề là tại vì sao nó lại được gọi là cá hề? Tại nó giống cái mặt hề quá. Tại mắc cười. Cái mặt nó mắc cười quá, giống anh Dương Lâm. Còn một con cá còn lại là cá chép. Cá chép? Tại sao gọi là cá chép? Sao là cá chép được? Tại cá chép hóa rồng chứ đâu có hóa đàn ông. Trời ơi, cái đó là sao đổi giới tính rồi. Còn cá chép bình thường là sao? Là khả năng của nó là gì? Là sao chép. Khả năng sao chép được cái giới tính của nó luôn. Hay là đáp án cuối cùng của mình là? Dạ là cá chép. Cá chép. Xin lỗi, Hoàng Yến Chibi tin hay không? Em tin. Tin. Lựa chọn của Hoàng Yến Chibi là tin rằng con cá chép là con cá chúng ta thấy mỗi ngày luôn, là con cá có thể thay đổi giới tính. Đây là một sự lựa chọn không chính xác. Đây là cá hề hả anh? Đó phải là con cá hề. Khi sinh ra tất cả các con cá hề đều được xác định là con cá đực. Chỉ khi trưởng thành và kết đôi, con nào nổi trội hơn sẽ biến thành con cái. Cặp cá hề lớn nhất sẽ đóng vai trò gây giống cho cả đàn. Nếu con cái đầu đàn chết thì con đực sẽ tự biến đổi giới tính của mình thành con cái, sau đó kết đôi với một con đực khác. Ghê chưa? Ghê chưa? Hề. Còn BB suy sụp rồi. Thấy chưa? Anh thì em không tin. Còn BB nói vậy mà em tin. Hay thật. Không, lúc đầu em tin. Lúc đầu là anh Jun hay là anh BB Trần nói là em rất là tin luôn. Nhưng mà xong đến đoạn sau là em hoang mang liền. Đúng rồi, lỗi mình chứ. Ok, vậy em sau chương trình lần này em hứa về sẽ tự kiểm điểm lại bản thân mình. Phải tự tin lên em. Em phải chép phạt nha. Và bây giờ lựa chọn của Châu Đăng Khoa. Em sẽ chọn anh BB Trần. BB Trần. Đây là câu hỏi dành cho BB Trần. Hổ vằn bị cạo sạch lông thì có lớp da trông như thế nào? Do là cái màu lông của nó mình nhìn thấy vằn thôi, chứ thật ra da của nó bên trong vẫn là màu hồng hồng của màu da của mình thôi. Nó y có màu nu, màu nu. Ý anh là giống như là mình nhuộm tóc của mình, cạo đầu thì cái da đầu mình vẫn trắng đúng không? Đúng rồi, cái da đầu mình vẫn sẽ như vậy. Ủa sao con mèo nhà em nó vằn ở ngoài, sao em đi cạo nó cũng vằn ở trong luôn là sao ta? Nó bị bệnh rồi. Nhưng mà mèo cũng là họ hàng. Không, chúng tôi xin đọc lại câu hỏi dành cho BB Trần. Dạ. Hổ vằn bị cạo sạch lông thì có lớp da trông như thế nào? Đó là cái lớp da trong vẫn là màu nude, màu da bình thường. Dạ, màu da bình thường đó. Dạ, còn cái lông ở ngoài thì nó là cái màu đó là cái màu đặc trưng của con hổ rồi. Cảm ơn em. Và xin hỏi Châu Đăng Khoa, bạn tin hay là không? Em xin lỗi nhưng em phải không tin thôi. Lựa chọn của Châu Đăng Khoa là một sự lựa chọn chính xác. Vẫn có sọc vằn. Hổ vằn ngoài bộ lông màu cam với những sọc vằn màu đen thì lớp da ở dưới cũng vằn y như vậy. Hay ha. Tạo hóa nhiều điều hay lắm. 3 dấu O tròn trĩnh nằm hàng ngang thuộc về Châu Đăng Khoa và Hoàng Yến Chibi sẽ là người dừng lại. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ mang về 5 triệu đồng tiền thưởng. Yeah. Cảm ơn mọi người. Mời quý vị cùng đi làm. Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Chọn Ai Đây. Hai khách mời đối đầu với nhau đó là Khả Như và Châu Đăng Khoa. Xin hỏi hai vị, vị nào muốn trả lời câu hỏi trước? Kính lão đất thọ. Mến trẻ, trẻ tới nhà. Ok. Dạ. Em sẽ chọn bạn Huỳnh Lập. Huỳnh Lập. Yeah. Lập ơi, chị tin em. Câu hỏi dành cho Huỳnh Lập. Điều gì sẽ xảy ra khi kéo mạnh đuôi của Doraemon? Trời ơi trời. Quá dễ luôn. Mà Khả Như toàn đọc thần điêu địa hiệp không mà đọc cái này. Thật ra là chị Dương mặt quan mang vậy. Chị Khả Như chưa bao giờ đọc Doraemon hả? Doraemon đâu có đuôi đâu. Là bơi. Trời ơi. Cái đuôi màu đỏ. Cái cục tròn tròn trắng trắng là cái đó là cái đuôi hả? Màu đỏ. Ủa chị, em nghe nói chị là rất là thích mèo mà sao vậy? Puka. Chị thích mèo thiệt. Vậy bây giờ em cung cấp thông tin về Doraemon cho chị nè. Ok. Với hình tượng nhân vật này thì em đã đọc Doraemon từ cái lúc mà khai thiên lập địa rồi. Doraemon đã có từ ngàn xưa. Thật ra lúc đó có những cái tượng đá tròn 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 là lấy hình tượng của Doraemon á. Những cái nơi lịch sử đó có nhiều cái khối đá khác nhau thì trong đó có hình tròn là cái đầu của con Doraemon đó. Tại vì con Doraemon nó xuyên không mà, nó xuyên thời gian thì nó về cái quá khứ là hồi đó là em đọc rồi em mới phát hiện cái đuôi của Doraemon á, nó giống như là một cái chỗ nhạy cảm của con người. Ví dụ như là đây có là con người, cái đuôi ví dụ đây mình giật ra một cái đuôi, phải cái đuôi chị đeo. Ủa sao chết lâm sàng? Khi mà giật cái đuôi như vậy thì con Doraemon nó chết lâm sàng. Rồi đừng giật lại với anh này đi vậy nha. Rồi cảm ơn em. Vậy nha khi nào em kích hoạt cái đuôi chị đứng tự động cái lâm sàng chết chị. Đó. Và đáp án của em là con Doraemon giật cái đuôi một cái là nó chết lâm sàng. Coi như là bị điểm Huy kìa đó. Đáp án cuối cùng là? Đáp án cuối cùng của em đó chính là bất động. Có nghĩa là có thể sống lại nếu kích hoạt lại cái đuôi. Đúng vậy. Nó như là cái dây thiều, dây dặn, cái đứng. Xin hỏi Khả Như tin hay không? Em có đọc truyện nhưng mà em sao em không biết cái chi tiết này. Chị ơi, cái này phải kiến thức uyên bác thâm sâu lắm mới hiểu được. Đến đây không? Doraemon đã có từ ngàn xưa. Thật ra lúc đó có những cái tượng đá tròn là lấy hình tượng của Doraemon á. Rồi em mới phát hiện cái đuôi của Doraemon á, nó giống như là một cái chỗ nhạy cảm của con người. Ví dụ ở đây mình giật ra một cái. Ủa sao chết lâm sàng? Phải từ ngàn xưa mới hiểu được. Tính luôn. Lựa chọn Khả Như tin Huỳnh Lập. Trời, chị tin em nghe Lập ơi. Là lựa chọn chính xác. Ủa nè, anh biết mà. Sao em không biết trời? Trời, cái đó là công tắc, cái nguồn chính của con mèo máy. Khi mà mình đụng với đó là nó tắt nguồn thì nó sập pin. Khi nào mình đụng cái đó lại. Em coi phim Doraemon có ấn tượng cái giọng hoài à. Ê, đã có bà bến này đã biết ta. Cái đó giọng trẻ em rồi. Thề luôn á. Cái giọng bị khàn quá. Nó khàn nghe rõ ràng mà. Xin chúc mừng Khả Như với một dấu ích đầu tiên. Bây giờ là lựa chọn của Châu Đăng Khoa. Em chọn hết á. Em suy nghĩ là trên đời này chắc không ai thương mình hơn người thân gia đình nên em lựa anh ruột em. Và quyết định đã chọn anh Lâm Đồng Nai. Dạ. Câu hỏi dành cho Châu Đăng Khoa. Hỗn hợp nào sau đây có thể dùng để dưỡng trắng da? A. Giấm và đường nâu. Trời ơi. B. Trà xanh và dầu cải. Trời ơi. Rồi sao mà trời ơi. Dầu cải và đường nâu. Ta nói dạo gần đây đi quay, cái mấy bạn hay hỏi Lâm là nhìn làn da trắng tinh, Lâm đang xài kèm chi đó. Lâm muốn trả lời như vậy: xài dầu cải đường nâu, da mềm mịn chẳng hồng ghê luôn á. Trời ơi, phải ăn chữ đó đâu à. Anh ơi, sao mà nó ép buộc? Anh ơi, da mềm mình là da gì? Tức là nó mềm mình á. Câu hát cho vui nhà vui cửa thôi, nhưng mà cái câu trả lời chính là đáp án thứ ba, đó chính là dầu cải. Bởi vì trong dầu cải có rất là nhiều vitamin E, B1, B2 và những khoáng chất cần thiết cho làn da chúng ta. Và khi mà nó kết hợp với cái loại gọi là đường nâu, ở trong đường nâu nó có cái cục lợn cợn, nó sẽ làm tẩy tế bào chết. Đúng rồi, hai cái này mà kết hợp với nhau là một loại thần dược giúp da mềm mịn và trắng sáng. Em có xài không? Có, ngày xưa em xài. Không, em chích trắng. Ôi trắng hay là kem trộn? Anh trộn cái não lại nha. Rồi, đáp án cuối cùng là? Đáp án là dầu cải và đường nâu. Đó là thông tin từ Lê Dương Bảo Lâm. Xin hỏi Châu Đăng Khoa tin hay không? Em tin. Đúng rồi. Châu Đăng Khoa tin rằng Lê Dương Bảo Lâm đang mang đến một thông tin chính xác. Và lựa chọn của Châu Đăng Khoa là một lựa chọn. Thưa quý vị, không chính xác. Chính xác phải là lựa chọn A, giấm và đường nâu. Ủa? Đi rồi. Anh Lâm ơi, xin lỗi nha. Buồn quá. Hoặc là chúng ta có thể dùng mật ong cũng tốt. Trời ơi, ơi lâu lắm mà thấy kèm ở đó. Đáp án là giấm và đường nâu. Giấm có tính axit giúp tẩy trắng da, đường có tính sát khuẩn giúp da săn chắc hơn. Đây là hỗn hợp tuyệt vời giúp trắng da. Wow, toán này dày. Và dĩ nhiên một dấu ít đã thuộc về Khả Như. Con đường thế thang do Khả Như lựa chọn chắc chắn sẽ là sượt. Dạ sượt. Ở đây nhiều anh em ruột chị em ruột quá. Toàn những đại thôi, cái ruột thịt gì đâu nuôi được cái ngày nào không? Cái ruột chỉ thừa hơi nhiều đúng không? Khả Như sẽ chọn Quang Trung. Quang Trung. Đây là câu hỏi dành cho Quang Trung. Dạ không múa nữa. Để mới đi em mới nói quá. Tay cũng giảm nha. Câu hỏi như sau: Lê Dương Bảo Lâm, Xuân Phạm và Lâm Vỹ Dạ có điểm chung gì? Vậy mà không biết nữa, nhắc mình bốc luôn. Quá dễ. Họ đều là nghệ sĩ của chương trình Chọn Ai Đây. Không tin nữa thì thôi luôn. Tào lao Ủa? Hỏi về hỏi chi? Ủa phải sao em? Để em trả lời lại. Và vô tình trùng khớp họ đang ngồi một hàng treo. Trời ơi. Anh Xuân Phạm, anh Bảo Lâm và chị Lâm Vỹ Dạ đúng không? Đều ở Cầu Bình Lợi. Không, em ở Bình Thạnh. Đúng rồi, anh Lâm ở Đồng Nai rồi. Cả ba anh chị này đều có chung một đặc điểm là cả ba người đều nợ em trên dưới 10 triệu đồng. Cái gì? Nợ tiền hả? Thôi nào, em định nhân chương trình em xin thôi, không cho thì thôi về. Có. Đúng, em nói chị mày không tin đâu, em làm gì có tiền cho người ta mượn. Đúng. Anh nghĩ là ba anh chị đều có điểm chung là đều có con chứ. Thôi nào, sao mà có con rồi anh cũng có con mà. Anh có con rồi nào? Anh có một con. Có anh Jun ở nhà. Không, anh Jun có một con chó tên là Bhutan. Đó, con chó thì nó giỡn thôi. Kết quả cuối cùng là ba cả ba anh chị Lâm Vỹ Dạ, anh Dương Lâm và anh Xuân Phạm đều xuất thân từ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Và lựa chọn của Khả Như có tin với dữ liệu của Quang Trung đưa ra hay là không? Dạ không. 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 Em á đúng là thất vọng về chị nhiều. Lựa chọn của Khả Như là một sự lựa chọn chính xác. Quá mẹ vậy trời. Rõ ràng. Ba người này đều có cùng năm sinh năm 1989. Yeah. Lê Dương Bảo Lâm sinh ngày 11 tháng 7 năm 89 tại Đồng Nai nên người ta gọi là anh Dương Lâm Đồng Nai. Lâm Vỹ Dạ sinh ngày 1 tháng 9 năm 1989 tại Cầu Bình Lợi. Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Phạm Duy Thuận sinh ngày 24 tháng 7 năm 1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây có 4 người lận, chương trình thiếu rồi. Nguyễn Kiều Cẩm Thơ nữa. Đúng rồi. Nguyễn Kiều Cẩm Ca cũng 89 mà. Ca mới 94 à. Giấu tuổi đó. Em sinh năm 97 mà. 94. 94 hả? Trời ơi chết nhiều quá. 94 á, 94 tuổi là gì vậy? Xạo không? Không lẽ đâu mày bằng tuổi nhau sao Ca? Ủa hóa ra là em nhỏ hơn anh ư? Ủa? Trời đất ơi, con bé này. Chị lộn anh sinh năm 92 anh ơi. Phải, 92. 94 là Kim Tuấn Kiệt. Thì ra là em không biết hơn. Tôi thông báo luôn là vậy, tại vì mình đang chơi caro á cho nên mình đố 33 cho nó vào cái concept thôi, chứ thực ra là Puka là 1989 luôn. Yeah. Thưa quý vị, như vậy là 3 dấu ít đã thuộc về Khả Như. Và thưa quý vị, như đã nói, cùng quê cũng nguy hiểm thấy không? Thì ra là do quá nguy hiểm luôn á thiệt. Phải bố ai tới chương trình đó hỏi trước, đừng liên quan gì đến Hồ Quang Hiếu mà thôi đó nha. Trời ơi, giới thiệu vậy rồi ba. Vậy là thiếu tiễn cái tiễn trai ai cũng tiễn luôn. Từ ngày mà tiễn ngoại cái là phá vỡ kỷ luật luôn rồi. Thưa quý vị, như vậy là Châu Đăng Khoa sẽ dừng lại và ra về với giá trị tiền thưởng là 8 triệu đồng. Xin cảm ơn. Và Khả Như sẽ cùng chúng ta bước vào vòng đặc biệt, một câu hỏi duy nhất để mang về hơn số tiền mà cô ấy đang có trong tay, hiện tại đang có trong tay 10 triệu. Trước khi đến với Khả Như ở vòng đặc biệt, mời quý vị cùng dây lao trồng dây lá. Thân mến, Khả Như vòng đặc biệt cô ấy sẽ chuẩn bị gặp gỡ và chọn một vị trí mang về một giá trị tiền thưởng nằm trong phong bì của họ. Hãy chọn một vị trí. Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi. Vợ ấy từ hồi đầu mùa tới giờ này chồng của em phải chọn vợ của em là Puka. Puka. Hai vợ chồng mình sẽ Chiến quyết thắng nha. Nói chung là chồng không tin vợ lắm đâu, nhưng mà thôi cố đi. Rồi, Khả Như xin chọn Puka, bé sinh năm 1989. Em sinh năm 92. Ráng nha vợ ơi. Ok chồng nha. Chồng vô vợ ngéo một cái gì. Bức ảnh được chụp đầu tiên của nhân loại là chụp cái gì? Bức ảnh đầu tiên được chụp của nhân loại đó là một bức ảnh màu trắng đen, tại vì lúc đó chưa có màu, và bức ảnh đó là chụp một cái gia đình. Em chụp phải không? Dạ không. À, bạn em chụp à? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, ca sĩ có mấy chụp hình nhiều. Puka là của em. Khi mà gia đình mà muốn chụp một cái tấm hình lưu niệm không có cách nào hết, cho nên là người cha mới chế tạo ra một cái công cụ để có thể chụp hình được, đó là một cái tấm gỗ. Khi mà người cha kêu là gia đình, cả gia đình sắp xếp hàng lại, sắp hàng để mà chụp hình đó, thì người cha mới lấy tấm gỗ đập phẹp vô mặt mọi người, thì cái hình ảnh của mọi người in trong cái tấm gỗ đó đó, giống gia đình già. Cho nên là tấm hình đầu tiên được chụp là màu trắng đen trên một tấm gỗ. Đáp án cuối cùng? Dạ, chụp gia đình. Gia đình. Là em nghĩ là em không tin. Thưa quý vị, không tin. Lựa chọn Khả Như không tin Puka. Ai ở đây tin Puka? Không tin. Có người đưa tay. Có một người. Trời đất ơi, có em bé. Đó chính là đó là fan của Puka. Bé đó là trợ lý Puka. Và lựa chọn Khả Như. Và đáp án của Khả Như là hoàn toàn chính xác. Hay quá vậy. Đó là đáp án là phong cảnh được coi là tấm hình đầu tiên trong lịch sử nhân loại. View from the window at Ligrash, hay phong cảnh từ cửa sổ tại Ligrash, đã được chụp bởi Niépce. Cái gì vậy trời? Niépce. Tôi nghe ra siêu đẹp. Ai biết tiếng Pháp đọc gì? Anh nghe rồi, anh nghe đọc rồi. Niépce. Nãy Google, chị Google dạy anh đọc vậy á. Niépce vào khoảng thời gian là từ năm 1826 tới năm 1827 tại vùng Burgundy, Pháp. Và cái tấm hình gia đình chụp đó là cũng có, nhưng tại Đồng Tháp, và người chụp là Kim Tứ Kiệt. Anh à, anh này. Thưa quý vị, Khả Như chiến thắng vòng đặc biệt, vỗ tay. Niépce, tức là người chụp ra bức hình đó, đã giúp Khả Như chiến thắng ở vòng này. Và quan trọng, may mắn có đến hay không, chúng ta đang có 10 triệu trong tay rồi. Bây giờ chỉ cần phong bì đó được mở ra, số tiền bao nhiêu chúng ta lãnh cộng thêm vào, có thể tăng vỡ. Mời Puka. 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu hoặc 10 triệu. Đó là tùy vào may mắn. Về 11 triệu đồng tiền thưởng. Cái lồng ngực. Xin lỗi chồng, Mọi câu hỏi này chị Như biết nữa. 1 triệu Như đấm vào trái tim của em gì đó. Xin hỏi chị có bình lại giá trị bao nhiêu? Mỗi triệu nằm ở đâu? BB Trần. Nói chung là em rất may mắn. Nói chung là em rất may mắn. Quá trời giá trị, em chọn ngay đúng giá trị thấp nhất. Em bị gậy em ví dụ. Nhưng mà không sao, mình vẫn ra về với 11 triệu. Cảm ơn Khả Như. Cảm giác em nay đến với chương trình như thế nào? Dạ. Nếu như mà quý vị khán giả có yêu thương em và coi những chương trình của em thì đây chắc là lần đầu tiên em thắng được một cái game show. Sau 4-5 năm trời chơi game thì em cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhờ em chồng mới thắng đó chồng. Nín đi. Hãy cho một cảm xúc về những người nghệ sĩ của chương trình này. Dạ không cần thiết. Không cần thiết. Thưa quý vị, không cần thiết là cái từ mà Khả Như dùng cho các nghệ sĩ ở đây. Không cần thiết. Và cảm ơn tất cả các vị rất cần thiết cho chương trình Chọn Ai Đây. Và cũng cảm ơn quý vị khán giả ngồi dưới màn nhỏ. Không có quý vị thì không có thể có một chương trình nào tồn tại được. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hãy nhớ chương trình của chúng tôi, chương trình Chọn Ai Đây do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Trong giây phút trang trọng và xúc động nhất của đời người, Long Nhật, Puka xin kính chào hai họ. Nhưng mà riêng cư dân của khu chung cư này, họ không hít không khí để sống. Chị biết hít bằng cái gì không? Hít gì? Họ hít drama để sống. Bà có tin vào Quang Trung hay không? Tin. Tin. Người ta lắc đầu là người ta đồng ý. Khó nhờ. Và xin hỏi anh Sarah, có tin Hồ Hiếu hay là không? Em thật sự ngu.